Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Shoki Nguyễn. Thì dành cho những ai chưa biết về cái channel của mình, hoặc là đây là cái lần đầu tiên bạn xem qua cái channel của mình, thì mình tên là Nhân. Thì các bạn cũng có thể gọi mình là Shoki cũng được. Thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip đang viral trên mạng. Nhưng mà thường đa phần thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc hip hop là nhiều hơn. Thì nếu mà các bạn chưa bấm đăng ký thì mình rất là mong là sẽ nhận được một cái nút đăng ký từ các bạn, vì đó là những cái động lực của mình, những cái động lực rất 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 là lớn luôn. Và không mất thời gian các bạn nữa, tới với phần intro thôi nào. Let's go baby, let's go. Ok, thì như tự đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction cho một cái bài hát mới của Hustlin Rubber, bài hát tên là Slat On. Thì thực ra thì thời điểm mình đang làm cái reaction này là vào ngày 3 tháng 4, còn cái bài hát này là ra mắt vào ngày 1 tháng 4. Ok, thì trước đó mình đã thấy Rubber, mình nhận được thông báo là Rubber đã ra bài mới rồi, nhưng mà mình để dành cho đến tận ngày hôm nay mình làm cái reaction để cho các bạn đấy. Tại vì nếu mà các bạn đã xem mình ở những cái video trước đó thì đa phần những cái sản phẩm mới của Rubber ra là mình rất là háo hức và đón chờ nó. Và cái chữ Slat On này là chữ Slat, theo mình nhớ không lầm, nó viết tắt của chữ của cái câu slam love all the time thì phải, nếu mình nhớ không lầm là như vậy. Nếu mà các bạn cũng muốn tìm hiểu qua cái chữ Slat này thì các bạn có thể check trên cái channel của Việt Hip Hop. Hình như mình nhớ là channel của Việt Hip Hop có giải thích cái từ này. Thì ok, chúng ta tới với cái phần reaction đó, tại vì thực sự là mình rất là mong chờ đến ngày hôm nay rồi. Và thực sự các bạn, mình không biết các bạn có để ý hay không, nhưng mà dạo gần thời gian gần đây thì mình cảm thấy là Rubber khá là năng suất trong cái việc mà ra những cái bài hát mới, những cái sản phẩm mới của mình. Mình thấy là ra liên tục luôn. Thì trước đó là cái bài Don Julio 1942, nếu mà ai chưa xem qua cái reaction đó thì các bạn có thể check dưới channel của mình nhé. Thì cái bài đó thì không cần gọi là không còn gì phải bàn luôn, kiểu mình thấy nó rất là hay và mình mong là cái bài này cũng vậy. Và đây là cái lần đầu tiên mình xem qua cái bài hát này cũng như là nghe cái bài hát này. Ai nói mình diễn hay cái gì đó, tại vì mình biết là nếu mà cái con beat này căng hoặc là cái gì đó thì mình sẽ rất là háo hức. Ai nói mình diễn hay gì đó thì có ngày tao bắt cái chỏ vô cái đầu của mày. Ok, tới phần reaction thôi, let's go. Ok, thì trước khi tới với phần reaction thì mình luôn nhắc nhở các bạn always stay hydrated. Đây không phải là quảng cáo, nhưng mà nếu mà có ai đang biết hoặc là quen hoặc là đang làm trong cái hãng nước suối nào đó thì các bạn có thể cho mình làm quảng cáo được không? Mình đùa đấy, tại vì đây không phải là quảng cáo, nhưng mà mình muốn nhắc nhở các bạn về cái việc uống nước. Tại vì uống nước rất là tốt cho sức khỏe, nó có thể làm cho da của các bạn đẹp hơn hoặc là cái gì đó. Ok, let's go. Đợi mình tí xíu. Ok, bắt đầu lại thôi nào. Cái chất lượng video mình quên chỉnh. Let's go, sorry. Damn, con biết là nghe là biết là sẽ rất là căng luôn rồi đó. For sure luôn, nếu mà không căng là chặt đầu mình luôn. Mình nghĩ làm YouTube luôn. Slag. Slag. Yeah. Nó mua được thay là khả năng bởi bộ tăng nên nó mua phải vui dắp tao thành đây. Bây giờ thì là tôi tao là cửa biên của thanh em. Một kho báu của tao ra nên mà lấy. Chứ không đều tin tức là đâu ngô vô ngu nên sự hẹn ra đâu được thật đây. Nhưng mà nó có hay biết là cơ hội để cho tao mới đi lên nên là tao phải giật lấy. What the fuck? Come on, man.
Holy shit. What the fuck is this? Trời ơi, đỉnh vậy. Oh, come on, man. Nghe lại thế nào? Trời ơi, kiểu đỉnh vậy. Tụi nó mua rửa thay là khả năng bởi cổ tao nên nó mua phải vui dắp tao thằng đây. Bây giờ thì là tụi tao là cửa biên của thằng nào mà kho bao của tao ra nên mà lấy. Thế còn đều tin tức là đâu ngồi bao ngu nên sự hẹn ra đâu được thật đây. Nhưng mà nó có hay biết là cơ hội để cho tao mới đi lên nên là tao phải giật lấy. Anh vào viên thuốc buồn vô lên tam giác. Và xung quanh anh đấy mới là em đâu bao quá. Nên xin qua đêm tối càng càng như xin vé. Để cho anh thêm về đen lấy để khi người tiêu đã on set. Để có on flag, yeah, feel so bad. On stack, just give me some rap. Don't call back. Bây giờ biết tất cả những bài anh đều biết tới chưa đến giờ thì trong money back. Đầu tiên đó là chiều đông, xong rồi giật xuống hôn ta rồi đánh lại. Có lần sau như trận đấu, xong rồi làm máu ta không bị đánh lại. Từ nhỏ sinh ra đã có một đôi tiền lớn nhưng không bị khánh xài. Holy shit! Tư, cứ hơn ngay tại sao xài. Bỏ miệng ra là nói từng hoạt động mới trong ban của tao. Chơi vụ không cách chơi của tao, chơi của tao, khách hàng của tao. Slang là của tao, mấy thích cuộc chơi đó ra làm sao. Thứ kết cục của mày thắng lộn đồ nghĩ muốn qua mặt tao, yeah. Bao nhiêu thằng đòi che em khi tao gọi gió ở trên mảnh đất này. Bước theo gangster qua, vì cho tao hỏi sao tôi mày nhát. Vậy tao chắc ra tôi cuộc sống slide như một soldier. Riding with the scammer, moving strapping stanger. Holy shit. God damn, god damn. Come on, rubber. Oh my god. Rubber không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Holy shit. Oh, sweet nhỉ, con flow kiểu. What the fuck? Come on, man. Come on, anh hai. Come on, anh hai. Let's go. Những người mà mày không thay đổi. Bây là cái này tôi đưa tôi tay nói. Chúng mà tôi đã không hề biết sai hay tôi. Khi nào tôi đã nghe này tôi say khói. Quý đàn ông này đang có biến kéo anh ra ngồi. Mày là một chú anh đang có điện thoại. Anh hát cho tôi em thấy sao anh bày hỏi. Thế chứ bây giờ anh hút biết bao nhiêu lời. Hey, chắc rồi còn đợi anh đâu luôn luôn tôi. Anh phải nghe đi. Có lúc là anh không thấy đến no chill của thằng Terry. Em biết tất cả những thứ này dành. Và nó là đứa quan kết tội. Mà đến như bộ phim của Tom và thằng Terry. Em biết là có những thứ anh vẫn luôn chấp nhận được quá khứ. Thì không phải và anh cảm thấy là mình thật vương. Em mới kể ra những tội anh đều thật tình tư. Chỉ có thằng băng đang ở miền Nam. Tụi tao phải cảm ơn để làm anh câu. Yeah. Yeah. Là anh đào đang bị lào. Nó vẫn sống chưa sống. Oh my god. Trời ơi, mình không biết là trong cái bài này tính từ nãy tới giờ Robert đã switch bao nhiêu cái flow rồi đó. Holy shit. Mà kiểu mượt vãi luôn, kiểu kiểu mad respect for Robert, man. Mẹ kiếp. Let's go. Cảm thấy là mình thật vương. Em mới kêu lên như tụi anh đều thật tình tư. Trước khi có thêm băng đảng ở miền Nam, tụi tao phải cảm ơn để làm anh câu. Kế tiếp là anh đào đấm đi lào. Nó ngân sân sân sâu. Hỏi là rapper gò đấm hay âm nhạc. Biết chi I don't know. Mỗi khi mày xuyên tàn báo ra nhạc. Sắm thêm hai con flow. Yeah yeah. Ước của tao. Oh, có nói về cái việc cái meme mà mai âm nhạc hồi cái mùa rap Việt vừa rồi nè. Holy shit. Nếu mà các bạn có xem rap Việt thì chắc là các bạn cũng, hoặc là theo dõi hip hop thì chắc là các bạn cũng biết cái vụ mà người ta đồn là kiểu rapper đấm mai âm nhạc nên không được đi thi nữa. Thì if you know man, kiểu rapper có đính chính lại cái việc này trong cái bài hát này là đó chỉ là tin xuyên tạc thôi. Holy shit.
xong chưa xong. Tôi đó là rapper gò đấm hai âm nhạc biết chia I don't know. Mỗi khi mây xuyên tàn táo ra nhạc sắm thêm hai con flow. Yeah yeah, thứ của tao chính là nhạc rap cùng bao đưa tao lại body. Xuất phim với mái thai vẫn bị freestyle chain in body. Biết tao là MC họ tìm kiếm ở trong nhiều body. Ở trên thành phố coi tao như cây đá. Mình sẽ ám tao làm Vietnam e hus. Yeah okay, yeah okay, yeah okay, yeah okay. Holy shit. Mày nói cho em nghe nè. Con tim anh thì nó cũng chẳng biết là thua về ai. Cô ta cũng được có làm ăn bằng chúng. Cô biết bao người nhà cứ xem xa là thứ đâu có thể có được ngay ngày mai. Hey. Sorry girl, I'm not a baller. Yeah, I'm saying that. Yellow flame của thêm lá cờ. Đừng hỏi em thêm thứ gì. Em cứ bú đi. Anh đứng bên sông em quỳ. Ở bên trong anh có gì. Em cứ nghĩ cố đi. Hustling my baby. Holy shit. Wow. Đúng là chúng ta đang cần những cái bài hát như thế này từ rapper cũng như là từ những cái nghệ sĩ rap khác, tại vì nó rapper kiểu mình thấy là cái tư duy rap của rapper khá là đỉnh, tại vì biết là sẽ lúc mà mình không biết các bạn như thế nào, nhưng mà mình nghĩ những cái người như mình kiểu khi mà những cái thứ bất ngờ nó tới thì cảm thấy rất là hào hứng, ví dụ switch những cái con flow rất là bất ngờ luôn, nhưng mà nó không phải là kiểu rất không phải là kiểu nó bị switch mà kiểu bị gò bó quá, nhưng mà switch rất là mượt luôn, kiểu kiểu wow. Holy shit, kiểu hustling rapper kiểu carry nguyên cái hustling ở thời điểm hiện tại luôn á. Mình rất là mong là kiểu team Hustlang sẽ ra được nhiều cái bài hát như thế này hơn, mà cũng như là mình hiện tại đến thời điểm hiện tại nha, mặc dù là trước đó Rubber với lại Viso là đã có một cái bài hát rồi, nhưng mà mình đến thời điểm hiện tại mình vẫn vẫn mong là sắp tới sẽ có cái lại có thêm một cái collab giữa Rubber và Viso một lần nữa, tại vì mình rất là mong chờ. Ví dụ như chơi trên những cái con beat như thế này thì mình nghĩ là chắc là cái bài đó kiểu cháy vãi luôn á, kiểu holy shit. Wow. Chắc chắn là cái bài này sẽ nằm trong cái playlist của mình trong cái thời gian sắp tới, và sau cái video này mình sẽ chắc chắn mình sẽ ngồi mình nghe lại. Đem nó quá kiểu mình không nghĩ là Rubber sẽ switch rất là nhiều cái flow và rất là holy shit damn wow. Ai chưa xem qua cái MV này hoặc là muốn xem lại cái MV này thì mình có để cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào, ok, ủng hộ cho anh hai đi, tại vì mình rất là mong là sẽ ra được nhiều cái sản phẩm như vậy hơn, mà sẽ xem được nhiều, nghe nhiều cái sản phẩm như vậy hơn, thì mình rất là nó rất là cháy và nó làm mình rất rất, rất là hype luôn. Thì đó là cái reaction của mình cho cái bài hát này, và như mình nói đây là cái lần đầu tiên mình xem cái bài hát này và mình khá là hype, tại vì đối với mình thì cái tên Rubber là một trong những cái tên khá là chơi những cái type nhạc nó rất là căng và nó rất là hype, tại vì cái bài này thì nó cũng có một tí xíu âm hưởng là kiểu mumble rap, nhưng mà mình nghe nó khá là hay và mình nghĩ nó khá là cuốn. Tại vì mình không biết các bạn như thế nào, nhưng mà đối với mình là cái gu âm nhạc của mình là những cái beat như thế này. Và ok, thì đó là cái phần reaction của mình cho cái bài hát này. Hôm nay là chủ nhật, mình cũng chưa biết là mình sẽ đăng cái video này vào ngày nào, nhưng mà mình rất là mong sẽ nhận được cái sự ủng hộ từ các bạn. Ok. Nhưng mà khi mình chúc các bạn sẽ có được một cái ngày thật là vui vẻ, và hãy lan tỏa cái sự tích cực, những cái năng lượng tích cực của chính các bạn sang cho những cái người xung quanh. Luôn ghi nhớ cái việc đó, ok, và luôn luôn mình luôn luôn nhắc nhở các bạn uống nước, và mình mong là các bạn cũng sẽ nhắc nhở những người xung quanh của mình như vậy, và always stay hydrated. Nhưng mà khi đón chờ mình ở video tiếp theo, ok, và peace and I'm out, bye.